Vâng, em xin chào toàn bộ tất cả các anh đang theo dõi video của bên em nhé. Thì hôm trước nhà em cũng có về một đôi Victor MD555. Thì nhà em đã bán hết rồi. Sốt hôm nay thì thực ra là nhà em dọn tổng kết kho cuối năm để xem những còn những mặt hàng gì thì để xả nốt cho mọi người và dọn kho để sang đầu năm mới để nhập hàng mới. Thì nay em tìm thấy cái đôi loa này là Victor MD555. Đấy thì em đăng lên để cho một số anh khách lần trước có hỏi là em ơi còn đôi loa đấy không. Đấy thì nay nhà em tìm thấy đây rồi, thì nếu anh nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé, hoặc là qua trực tiếp cửa hàng em tại số 57A phố Nguyễn Hàm, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để xem về sản phẩm. Đây, loa về thì còn đầy đủ căng nhé mọi người nhé. Đấy, căng này. Đấy, căng rất là ok, không bị rách hay là nát gì đâu ạ. Đó, đây thì là loa ba đường tiếng nhá. Đấy, đây, tép này, chung này, bát này. Đấy, được bố trí rất là ok luôn. Đấy, nhỏ, vừa và lớn. Đấy, nhìn rất là đẹp nhá. Đó, mọi người thấy không? Đấy, hình thức vô cùng tinh tế nhá. Đó, ở đây thì em lại không có sẵn tiện thước, thì em sẽ đo qua một chút nó ứng chừng để mọi người có thể hình dung được nhé. Có thể quay qua điện thoại thì loa sẽ hơi to một chút, nhưng mà loa bên ngoài thì là thuộc dòng size trung nhé các anh nhé. Đấy, ở đây thì loa có chiều ngang cỡ tầm 21. Đấy, độ sâu của loa cũng tầm 21-22 nhé. Đấy, loa cao, đây loa cao cỡ tầm 35-36 đấy ạ. Đó, đây hình thức loa rất là ok luôn này. Đó, đấy. Đấy, hôm trước thì em cũng thấy tiếc luôn, hôm trước thì cũng có nhiều anh hỏi nhưng mà thật sự là không nhớ ra là còn một đôi, bây giờ tìm thì lại mới thấy một đôi này. Đây, loa Victor MD555 nhá, công suất là 50W, trở kháng là 6 ohm nhá. Đấy, với những loa này thì dễ ghép âm đi thôi, mà giá tầm tiền thì rất là vừa phải. Đôi này thì nay em xả với giá là 1.250.000 nhá. Đấy, bằng đôi loa mini luôn. Đấy, nói dối thì mọi người đâu, những đôi loa mini mà đời cao cao một chút mà chỉ có hai đường tiếng thôi, nhà em bán cũng đã, nếu mà đẹp nhà em cũng bán 1.4-1.6 thôi. Đấy, mà đôi này ba đường tiếng mà lại cực kỳ chất, cực kỳ hay nhá. Ba đường tiếng thì mọi người biết rồi, tiếng nào ra tiếng đấy, các tiếng sẽ rất cực kỳ chi tiết rồi, mà chỉ có 1.250.000 thôi, giá cực kỳ rẻ rồi đó. Đấy, nếu anh nào muốn mua hàng thì hãy liên hệ theo số điện thoại em vừa đọc phút trước đấy là 0966 nhá, 594581, hoặc là ghé qua địa chỉ cửa hàng em nhá để xem trực tiếp về sản phẩm. Dạ vâng, em xin tạm dừng video ở đây để tiếp tục đưa những sản phẩm còn lại nốt của bên em, cũng như là để xả nốt để các anh có thể lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, giá hợp lý nhất để cho mình có những niềm vui trong dịp Tết này nhé. Dạ vâng, em xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của bên em ạ. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.